Nếu 15 năm trước các bạn có 1 tỷ trong tay, các bạn sẽ sử dụng số tiền đó như thế nào? Dùng để mua bán bất động sản. Thì giờ này chắc là chân nắm nè mềm, khỏi suy nghĩ. Nếu dùng để kinh doanh thì chưa chắc. Nếu bạn dùng 1 tỷ đó để mua sắm đồ hiệu thì chắc là các bạn ăn mặc đẹp lắm, nhưng mà túi có tiền không thì chưa biết được. Riêng mình đã có một quyết định gây tranh cãi. Và nếu các bạn muốn biết cái tranh cãi đó là gì, câu trả lời sẽ có ngay sau đây. Hello, mình là Nam Ngôn. Còn mình sẽ chỉ cho các bạn cách chơi bò sát. Hello, mình là Nam Ngô. Và đây là góc nhỏ của mình, sẽ là nơi chúng ta có thể thảo luận nhiều câu chuyện xoay quanh tùm lum vấn đề. Và series này sẽ có tên là Nam Ngây Ngô. Khi mình có 1 tỷ vào 15 năm trước thì mình đã quyết định xây một cái aviary tương đối là lớn trong cái miền Nam này. Thì đó là theo những người mà người ta tới tham quan và người ta chia sẻ với mình. Thì vô tình mình có coi ở trên internet á, mình thấy một cái mô hình ở bên nước ngoài người ta làm rất là thích luôn. Thì lúc đó mình cũng chưa có biết cái tên gọi của nó là aviary. Mình chỉ biết đó là cái chuồng chim lớn. Ở trong đó người ta rào lưới là tất cả, rào cả trên nóc luôn. Và ở bên trong người ta trồng những cái cảnh quan, những cái cây cối. Và người ta thả những chú chim ở trong đó để có thể bơi, ấy lộn để có thể bay một cách tự tin, thoải mái. Và khi nó tự tin, nó thoải mái á, thì nó sẽ hót lên những giọng hót mà nó thánh thót, nó hay nhất. Chứ con chim ở trong lòng thì nó cũng không thể nào nó thể hiện hết được cái sự tự do, giống như nó được bay nhảy trong tự nhiên. Chính từ những cái hình ảnh đó, những cái suy nghĩ đó thì nó mới nung nấu cái ý định là mình xây một cái aviary và mình thả hết tất cả những cái chú chim mình đang nuôi trong những cái lồng tre nhỏ đó vào cái aviary đó, để mỗi ngày mình thể ngồi uống cà phê, ngắm nghía và thưởng thức cái tiếng hót của các bạn chim đó. Ý tưởng đó, những cái suy nghĩ đó nó rất là dễ thương, và nó cũng chính là những cái tia lửa đầu tiên để mà đốt hết 1 tỷ của mình đó các bạn. 15 năm về trước á, 1 tỷ là con số rất là lớn nha các bạn. Nếu lúc đó mình đem đi tiền đó mình đầu tư đất á, mà khu vực xung quanh nhà mình thôi á, thì chắc mình cũng đầu tư được khoảng 7-8 miếng gì đó. Mà miếng nào nó cũng phải là dài trăm tới 1000 mét vuông. Thì giờ này không có gì phải suy nghĩ luôn á các bạn. Lúc đó mình có tiền dư trong túi, rất là nhiều miếng đất trống xung quanh cái nhà mình. Người ta kêu mua đi. Nhưng mà mình lại chắc là trẻ con các bạn. Bây giờ đôi khi mình già, nhiều khi mình túng thiếu, có những lúc mình cũng vẫn đầu tư này đầu tư kia nhưng mà không có tiền á, nghĩ lại cũng thấy hơi tiếc á, chứ không phải là hơi nữa, tiếc các bạn. Cũng có nhiều người nói với mình là tại sao không mua đất trước rồi bây giờ bán lấy tiền nè, rồi mới làm những cái chuyện này nè, tại sao không như vậy. Thì mình nghĩ cũng đúng các bạn, nhưng nó cũng có sai ở cái chỗ là ngay lúc mà chúng ta phô liên lớp á, chúng ta đang rơi vô cái tình yêu đối với động vật, đối với bò sát, đối với mọi thứ như vậy. Nếu mà chúng ta được thỏa mãn ngay thì mọi thứ nó sẽ rất là lung linh. Thì bằng chứng rất rõ ràng là ngay cái thời điểm mà mình yêu thích nhất về nó, mình đầu tư vào nó, lúc đó mình có cái sự nghiền ngẫm. Thì thật ra những cái kiến thức mà hôm nay mình chia sẻ với các bạn trong suốt thời gian qua, nó đều được mình tiếp nhận vào cái thời điểm mà mình yêu thích nó nhất. Cho nên là mình nghiền ngẫm nó và mọi thứ nó đi vào cái tâm trí của mình luôn. Và bây giờ mình nghĩ cuộc đời của mình thì không thể nào mình xa rời nó được. Mình muốn làm việc với nó cả đời luôn. Khi có tiền, có người sẽ đầu tư cho vật chất, có người sẽ đầu tư cho tinh thần. Thì mọi người đặt câu hỏi là tại sao mình khi mình có tiền mình lại đầu tư cho những cái việc mà nó liên quan tới tinh thần mà không phải là mua sắm những cái giá trị vật chất khác. Đôi khi mình nghĩ là cái này nó là do ông trời ông sinh cái tính mình vậy các bạn. Những lúc mà mình kẹt tiền quá, mình cũng có nói, mình cũng tiếc lắm chứ. Mình cũng may mắn mình có được một cái số vốn rất là lớn vào cái thời điểm mà thị trường nó còn rất là rẻ, mọi thứ đất đai nó còn rất là rẻ luôn. Đó là cơ hội để cho mọi người đầu tư. Trước đó mình cũng đã có cái sự hưởng thụ nhất định về mặt vật chất rồi, cho nên là mình cảm giác nó, mình muốn cái đời sống tinh thần của mình nó được happy hơn, nó vui hơn. Và cũng giống như mình chia sẻ đọc clip á, mình muốn chinh phục những cái gì đó mà của thiên nhiên, của trời đất.
hơn là mình muốn chinh phục những cái sản phẩm của con người. Thì một cái quan điểm của mình á, giống như một chiếc Ferrari á, mặc dù mình hiểu là ở trong đó có rất là nhiều cái công nghệ cực kỳ cao và rất là nhiều cái sản phẩm đỉnh ở trong đó, nhưng mà thật sự nó không có lôi cuốn mình bằng một cái con chim mà đột biến gen quý, hoặc là một con igu mà nó hai đầu, thí dụ là vậy. Nó bị những cái vấn đề mà do thiên nhiên, do tạo hóa ban tặng cho nó. Ví dụ con igu này giờ nó có hai đầu, thì đối với mình là nó là cái gì đó phải nói là wow, ước gì mình phải sở hữu cho bằng được. Nếu mình có điều kiện, nếu mình có cái kênh để mình liên lạc là mình sẽ muốn sở hữu nó cho bằng được. Thì đó là một cái gì đó rất là mãnh liệt bên trong mình. Mặc dù là biết những cái tài sản về mặt vật chất, giống như mình nói chiếc Ferrari, một cái đồng hồ Patek Philippe đồ mấy chục ngàn, mấy trăm ngàn đồ, nó là cái gì đó rất là quý, nhưng mà mình lại không có phê với nó, mình phê với những cái này. Cũng ngồi suy nghĩ, cũng trò chuyện lại, cũng quan sát lại bản thân mình, thì đúng thiệt, nếu nói về mặt không có tiếc á, không hối hận á, không tiếc á, thì không đúng. Rõ ràng là mình có tiếc các bạn. Tại vì với 1 tỷ 15 năm trước mình có thể mua, mình nói bèo bèo 5 miếng đất thôi. Thì giờ này thật sự là không cần phải suy nghĩ gì đi. Tại vì so với thời điểm đó, đất bây giờ nó đã tăng lên gấp chắc cả trăm lần, thậm chí hơn nữa. Thì cái đời sống về mặt vật chất của mình, cái từ bây giờ người ta hay gọi là tự do tài chính cái này nọ đó, thì chắc không phải là nỗi lo của mình. Tuy nhiên, giống như mình nói, cái điều đó nó sẽ không làm cho mình hạnh phúc. Bây giờ nếu mà có quay lại 15 năm trước, mình nghĩ mình vẫn sẽ hành động như vậy. Bởi vì những cái bạn bét, những cái bạn chim iguana, nó mang đến cho mình rất là nhiều cơ hội để gặp gỡ rất là nhiều anh em có chung cái đam mê, rồi cho mình nhiều cái đường hướng, nhiều cái sự vinh dự khi được chào đón ở khắp mọi nơi. Và mình nghĩ cái này thì có bao nhiêu tiền cũng không mua được các bạn. Đó là những cái tâm sự rất là thật lòng mà mình cũng chưa bao giờ chia sẻ một cách đầy đủ và rõ ràng như trong cái clip này. Đó là cái cách sử dụng 1 tỷ của mình vào 15 năm trước. Nếu là các bạn có 1 tỷ trong tay, các bạn sẽ sử dụng nó như thế nào? Và liệu rằng 15 năm sau nhìn lại, các bạn có cảm thấy hối hận hay không? Và sẽ còn rất là nhiều những cái chủ đề mà chúng ta có thể cùng nhau thảo luận ở cái góc nhỏ này của mình. Mời các bạn đón xem ở những tập tiếp theo. Bye bye.